Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một trong những kèo phá ác cực kỳ khủng trong buổi đêm ngày hôm nay. Một nguồn ngân sách lên tới 4.000 tỷ. Vâng, rất lâu rồi chúng ta lại phá một số tiền lớn đến như vậy. Và 4.000 tỷ này, khi mà bác chủ đã no nê với những cầu thủ của Barca, của Chelsea, thì đây là một team corner tiếp theo mà bác chủ muốn xuống tiền. Đó là một đội hình của Quỷ Đỏ. Và bây giờ thì tôi sẽ dùng tất cả số tiền này để mang đến cho bác chủ một đội hình mạnh nhất anh em nha. Bác chủ thì muốn có cặp Rio và Vidic, nhưng mà bác ý muốn là cặp đấy là phải là cộng 8 cơ. Tôi thấy là bây giờ trung vệ, trung viết nó cũng xả khá là nhiều, thì anh em cũng có thể mua luôn cộng 8. Còn Rio BTB 8 này thì nó giá cũng khá là vừa rồi các bạn ạ. Rio BTB 8 thì nó có cả chỉ số ẩn siêu cản phá. Tôi nghĩ là lấy Rio BTB là hết nước chấm nếu như bác chủ thích cộng 8. Rồi tôi xin phép đặt 635 tỷ. Em gửi anh kèo 100 tỷ nha anh. Chắc làm luôn con Vidic BTB luôn anh em ạ. Vì thực ra mùa cáp so với BTB nó thua về tốc độ mà nó còn thua cả chỉ số ẩn. Con Vidic BTB có siêu cản phá thì tôi nghĩ là đây là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho anh em. Rồi Vidic mùa này cũng không phải đắt lắm đâu. Nó khoảng 550 tỷ có thằng mắc à? Có nghĩa là thằng này có nhu cầu khá cao đấy. Tôi và anh em xong cặp trung vệ nhá. Xong cặp trung vệ Rio và Vidic. Bây giờ chúng ta cầm con tiền đạo và hai con hàng ở hàng tiền vệ nữa. Tiền vệ chắc cũng làm con cộng 8 đi anh em ạ. Nhá, 119 bắt lên. Bác chủ đang thích chơi cộng 8 thì anh em mình ưu tiên bác chủ đi. Thằng Popa đâu nhỉ? Popa 900 mặn thế. Có vẻ tiền nhiều hơi khoai nhở. Popa nếu mua chắc chỉ mua được mùa E21 này, hoặc là EBS. Vì mùa này nó đang xả thì mới mua dễ được, chứ những mùa khác thì hơi khoai. Bruno nếu như mua thì tôi cũng không biết là để Bruno đá ở vị trí nào nữa. Không thì đá bách tuyến giữa nó cũng được. Thường thường anh em sẽ lấy bách đá cùng với Popa tuyến giữa là đẹp. Cả hai đều có kỹ năng sút cực kỳ là đỉnh cao. Popa tôi nghĩ là mùa này chắc là cũng có thể thủ được rồi. Popa mùa này xin em 114. Mùa E21 thì như xin em cao hơn 115. EBS có vẻ phần tốt hơn về khả năng tấn công. Nó tốc hơn 3 điểm, dứt điểm sút thua một chút, vô lê hơn 5 điểm, thể hình ngang phèo. Tôi nghĩ là lấy con Popa này đá giữa là quan trọng này. Thầy cứ 550 tỷ nhá. Cứ tạm thời đặt ở đây đã. Đây mình ngó lên hàng công một chút đi. Hàng công mới là cái vị trí mà anh em mình cần phải đầu tư rất nhiều. Hàng công thì hoàn toàn phải đầu tư khoảng 1.000 tỷ được. Có khi làm một con Cantona ra cánh nhở. Sau đó là tiền đạo có Rooney. Bây giờ mua Rondo thì hơi khó anh em ạ. Rondo nó chỉ có mấy mùa này thôi. Toàn 1.000 tỷ một con anh ạ. Có mỗi mùa cáp này đang dễ mua này. Chạy nhẽ lấy cáp 8 à? Tôi đang hơi lấn cấn ấy. Đây là form cộng 8 nhá. Cộng 8 với Rondo nó chỉ có như thế này thôi. MC8 mắc giá không có hàng. LH thì hơi cũ rồi, tôi nghĩ là không đụng. MC sợ không mua được ấy. Anh em ạ, không mua được MC ấy. Bây giờ tôi sẽ bóp lại cả form 5 nhá. Rondo cờ cờ à? Có phải mua được không nhở? Kể ra mà Rondo cờ cờ cũng ok đấy. Fallen này cũng ngon này. Rototi à? Hay làm cái bài tập về nhà nhỉ? Chắc phải làm cái bài tập về nhà thôi chứ. Khoai con này đấy nhỉ. Con cờ cờ tôi vẫn chưa đá. Nhưng mà cái bài tập này tôi sợ là bác chủ có khó làm nổi không ý chứ. Thì tôi rất là muốn Rondo cờ cờ sẽ là đầu tàu các bạn ạ. Bù nhẹ là về đúng đấy. Lo được mà. 1.000 tỷ hơn rồi. Mà bác chủ cũng thích nó. Thực ra đầu tàu anh em mua Rondo vẫn là best nhất, dễ đá nhất. Hiện nay thực sự với các bạn là như vậy luôn. Đầu tàu các bạn lên dùng 2 chân 5 năm. Tôi cứ nhá tạm vào đây nhé. Vì cái tiền to anh em, nó không thể chốt nhanh được. Không thể chốt trong một sớm một chiều được anh em ạ. Bây giờ anh em mình cùng cân lương cân tiền tí đã nhé. Rồi, đội hình này nghe lương cao phết đấy chứ đâu phải ít đâu. Để tôi xem là phải bóp vị trí nào đi anh em ạ. Rooney Icon The Moment này. Lương 31 đúng không? Ok. Để xem nhá. Rondo cờ cờ này. Cộng 5 này. Cặp song sát này đủ uy tín luôn. 2 chân 5 năm. Bên phải. Bên trái này là có Radford. Radford thì hiện tại là bác chủ đang có một con HG rồi. Nhưng mà tôi đang tính là nếu như mà lâng lên được một chút thì lâng, không thì thôi nhá. Ở đây đang định là sẽ lấy Popa này.
Pogba sẽ đá vị trí này với mùa E21-8. Cặp trung vệ thì như bác chủ thích rồi. Riofer, nếu như bác chủ mà không thích Vidic thì lấy con Varane thế thôi. Nhưng mà thật là Vidic với Rio nó quá ngon rồi. Nó thành bức tường thành quỷ đỏ. Anh em bút biết các thứ chỉ số lên đâu đó khoảng 131 ấy. Một trung vệ 131 thì các bạn lo cái gì nhở, mà lương nó tốt. Beck có thể đá một cánh nhá. Hoặc là tôi đang định tính là để Beck vào đá ở vị trí CM này. Thủ môn thì bác ý không cần to anh em ạ. Thủ môn bác ý cần nhỏ thôi. Nên là anh em mình sẽ mua hậu vệ cánh trước đi. Chắc là chỉ số bác chủ muốn to chắc tầm 115 bắt đầu. Cái này khó mua ấy nhỉ. Gary Neville được ấy. Thực ra thì nếu như mà nói một hậu vệ phải ngon thì anh em cũng có thể lấy Gary Neville nhá. Thực sự Gary Neville là con hàng rất ngon anh em ạ. Lương thì hơi cao nhưng mà đảm bảo cho anh em là cái cánh phải rất khó để có thể vượt qua. Cái AI của con này kèm người kinh khủng các bạn. Nó kèm người 120, nó đi như hình với bóng luôn ấy. Nhưng mà tôi cứ thử cân nhá. Cứ thử cân xem nó có đủ không đã nhá. Thủ môn bác chủ thì cũng không cần to lắm đâu. Còn bên trái nhá, thử chân trái còn ai. Uầy, bác chủ thích con So luôn cơ. So nó có vẻ hơi lặng tay đấy nhỉ. Không thấy anh em lấy con Tylet là được rồi. Nếu như ổn thì anh em lấy con Tylet này là vừa tiền này. Con này dễ mua dễ bán, 75 tỷ thôi. Mà chạy chiếc ngon, có ban tốc độ và có cứng như thép. Tôi cân Tylet ở đây nhá. Tylet 8. Thì bây giờ thủ môn nhá. Thủ môn best nhất này anh em mình phải làm con thủ môn DF lương 10 vắt lên. À lương 1m90 đi. Chắc có De Gea thường nhỉ. Jack Butland à. Butland 1m96 cơ. Lương 10 thì thực ra anh em cũng chỉ có mấy cái lựa chọn thôi. Có David De Gea là đẹp nhất rồi. Hoặc là Sa. Sa nếu mà lương 15-16 thì cũng có là một lựa chọn hay. Sa TT à. Thử xem Sa TT xem còn bao nhiêu nhá. Tụt huyết áp đấy, sao tụt huyết áp luôn đấy. Con trụ này không bao giờ dưới mức lương tầm khoảng 20-21. Thế này hơi vời ấy. Tôi chốt một con thử con tiền vệ trước đi nhá. Con tiền vệ không bao giờ cái mức lương dưới được 20 các bạn. Dưới 20 đá rất ngu luôn. Tôi nghĩ là đang có hai cái option như này anh em ạ. Một là Donny van der Beek. Hai là Bastian. Anh em mà chuyên thủ thì lấy con Roy Keane này cũng được anh em ạ. Roy Keane mùa này thì thực ra thì cũng không tệ nhá. Mùa này Roy Keane đã có phổi này. Tốc cũng 112 và sút xiếc thì mùa này cũng đã khá là ok rồi. Chỉ là so với những con hàng như kiểu Bastian thì nó sẽ thua kém về khả năng dứt điểm thôi. Còn nếu như anh em muốn thủ cứng thì con Raikin cũng không phải là một option tệ. Không thì anh em mua Cantona cũng được. Tôi đang mê một con Kin, một con Bastian. Cantona tôi nghĩ cũng nên mua anh ạ. Thằng Cantona đá khiếp lắm. Cantona mùa BTB này. Có phải ra chạy cánh cũng hay. Có phải chạy rất khủng luôn đấy. Tạt cũng nét nhá. Thằng này chỉ số rất đều anh ạ. Tạt bóng 117 hôm trước thằng Quang tạt con này kinh khủng đấy. 500 tỷ. 500 tỷ của Cantona. Và Beck về đây. Tôi cứ cân hòm lại nào. Beck vào đây. Thì mình bóp lại cánh tí cũng được mà. Cánh thì tầm khoảng lương 18 thôi. Download mùa này lương có 15 thôi. Còn Wan-Bissaka cũng được. Wan-Bissaka cũng có nhu cầu cao phết nhở. Cũng là lương 15. Bằng form lương. Anh đang giảm về đây. Wan-Bissaka. Ít nhất phải là Wan-Bissaka hoặc là Dalot rồi. Thủ môn chắc mình giảm thêm tí nữa. Thành De Gea thôi. De Gea lương vừa vặn. Mẹ vẫn còn vênh 45 lương nữa cơ à. Không biết là bác chủ có cần thiết là đôi cánh phải là 120 không. Nếu mà cánh phải là 120 nhá thì chúng ta sẽ phải bỏ con Ronaldo ấy đi này. Nếu mà vậy phải bỏ Ronaldo ấy đi và thay vào một cái cánh nào đó nhỏ hơn. Hoặc là Ronaldo MC8 chẳng hạn. Sẽ đỡ được rất nhiều lương. Thì có thể anh em mình săn Ronaldo MC. Đại Hải đã rescan 10.000 đồng. Tận dụng con Van Gogh em có là dư lương R anh. Van Gogh có á? Van Gogh đâu nhở? Van Gogh ở đâu nhở? Chúng ta không thấy Van Gogh đâu nhỉ? Van Gogh ở đâu ấy? Thấy Van Gogh ở đâu? Đại Hải đã rescan 10.000 đồng. Em quên mất chiều em xả R mặt cười. Xả thôi. Van Gogh không lên đá. Thật sự Van Gogh không lên đá. Khó đá lắm. Vị trí này anh em là con Ronaldo MC vẫn được mà. Ôi vừa lương này. Ronaldo MC 8.
Nếu mà không lấy CC thì mua MC8. Còn nếu luôn CC giảm con so béo xuống, so béo đúng lương 14 đúng không? So béo có một lương 14 mà. Đó, so béo mùa này. Hoặc là so béo mùa này, mua thì vẫn về nhá. Tin chuẩn anh em mua là vẫn về và đảm bảo nó không phải là một hậu vệ cánh yếu rồi. Tốc tiếc ngon. Thì nếu như form Rondo CC thì sẽ là như thế này. Tôi nghĩ là khá đẹp luôn nhá. So mua được không thì anh em mua Dapian, giá rất vừa vặn. GA thì ngon hơn nhưng mà chắc khó mua. Thế lúc ấy mình cho Rondo CC là vừa đấy. Mình vẫn đang đặt Rondo CC. Nó có De Gea đi. Thủ môn chắc chắn phải lấy De Gea, là không thể không thiếu. Không thể thiếu De Gea trong đội hình này được. Con này phải đặt nhá. Phải đặt tôi mua luôn này. Tenet có thể thay đổi được. Wan-Bissaka hoặc Dalot bên cánh còn lại là ok. Còn nếu như là Rondo CC không mua, anh em lấy con Rondo MC cũng được. Tôi nghĩ là con Rondo CC anh em muốn chơi trải nghiệm mới cũng ok mà, không đến nỗi đâu. Nhưng con đấy mà không về được thì anh em lấy con Rondo MC là đẹp. Sau đó nếu như mà thích thì có thể giảm thêm cánh nhá. Giảm cánh như phương án như kiểu Nani, nó giảm rất nhiều lương ấy. Tôi cũng có con Nani trong đội hình rồi. Nếu bác chủ thích thì tôi bán cho bác chủ con Nani. Con Lalivia tôi bán rẻ bác chủ thôi, không đắt nhá. 286 tôi lấy rẻ, 285 tỷ tôi có cái gì đâu. Con này mua được. Nani hoặc Park Ji-sung chạy cánh ok. Mà thực ra là Cantona anh em cho chạy cánh vẫn được mà. Park Ji-sung anh em lấy mùa úp 8 à. Ui mùa này mua nổi không vậy. Để chốt lại nha anh em nhá. Chốt lại tôi nghĩ đây là đội hình đủ đấy. Chốt lại tôi nghĩ đây là đội hình khá là đủ rồi. Những nhân sự mình cũng mua đã về ổn ổn. Thì hòm hòm thời điểm đầu tiên thì tôi nghĩ khả năng là sẽ là dùng đội hình như thế này. Thực ra là quan trọng là bác chủ có muốn chơi Rondo hay không. Tôi thì tôi vẫn muốn có. Còn nếu không thì bây giờ anh em sẽ phải lựa chọn option khác thôi. Thì lúc này Cantona lên đây nhá. Không có Rondo thì Cantona lên đây. Anh em có thể mua một con cánh nữa cũng được nhá. Cantona lên đá tiền đạo cùng với Rooney. Anh em đẩy thêm một con cánh nữa. Một con có ma tốc độ. Tốc 111. Đấy là cái trường hợp mà chúng ta không có Rondo nhá. Thì anh em sẽ mua thêm một con cánh nữa. Nani FS cũng được các bạn ạ. Các bạn trên Nani FS cũng không phải là phương án tệ nhá. Hoặc là Forlan, Forlan thì bây giờ mua đéo biết mua mù gì luôn ý. Forlan mua cộng 5, cộng 6 luôn. Thấy nó cứ hơi bé bé. Tôi muốn mua cộng 8 cơ. Không, thậm chí anh em làm một con bát xoài đá giữa nữa. Làm con bát xoài đá giữa, bách ra cánh, Cantona lên đây, bỏ Rondo. Tôi nghĩ vẫn là hợp lý nhá. Thằng bát xoài nó rất đa năng. Thì anh em mua vẫn được. Đây là tôi vẫn giữ cái phương án là có Rondo trong đội hình. Thì tôi vẫn mua con so béo lương 14, vẫn mua con lương 15 như kiểu Dalot đi. Dalot hoặc Wan-Bissaka nhá. Tới Dalot thôi là đủ rồi. Dalot là đủ dùng. Con này tôi cũng có Moomin là về nhá, 36 tỷ. Chưa ạ? Đó, cơ bản như vậy nhá. Đủ rồi, nhưng nhân sự tôi mua về cũng khá là đủ rồi. Để tôi sẽ cập nhật cái phương án nào có Rondo CC được hay không. Không có Rondo CC tôi sẽ bỏ luôn. Đây, phương án Rondo CC tôi vẫn thích nhất anh em ạ. Bởi vì con đấy tôi cũng chưa đá, tôi muốn nó xuất hiện trong đội hình này. Bên này là Dalot. Bên này là so béo mùa Gia. Hoặc là mùa 18A gì đó cũng được. Thì phương án đầu tiên anh em đá được là đội hình này. Ok chưa ạ? Chuẩn đét sẽ là đội hình như thế này trước. Tôi nghĩ là vẫn ok đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Mua thì có thể mua thêm một con Bastian hoặc con Forlan dự bị nữa là được. Thế thôi. Nghe lực như vậy là đẹp. Còn Rondo MC bây giờ đặt thì cũng đéo về nổi. Lại phải chờ. Chỉ có Rondo CC là hơi lấn gấn một chút. Tôi nghĩ là sẽ mua được con Forlan. Anh ạ, một con Forlan để thay thế Rondo 300 tỷ. Con này cũng là đặt cũng chưa về nổi nhá. Còn nếu như anh em dễ mua chắc chỉ mua được mỗi mùa này này. Mùa này là cộng 6 này. Và anh em mua cho tôi một con Bastian nữa. Đấy, con này tôi nghĩ là mua mẹ Bastian luôn đi. Nếu mà không nhá. Nếu mà thằng Rondo này đéo về, mua Bastian về đây anh em cho nó tiền vệ. Đẩy thằng Cantona lên đá cánh, à đéo tiền đạo. Bách ra cánh là được, vấn đề nó xong luôn. Bastian tôi nghĩ là con hàng xứng đáng với đồng tiền mà tầm khoảng 400 anh em bỏ ra. Nhá, giá khá là êm rồi. 405 tỷ anh em mua được, nhá. Đó. Thì khi đó anh em xoay chuyển đội hình rất dễ. Có Bastian vào đây, bách ra cánh. Cantona lên đây đầu tàu. Lương dư thêm mấy con thì anh em mút thêm tí lương vào cánh nữa là xong. Và lưng tí thủ môn nữa ok. Được chưa anh? Cơ bản là như vậy nhá. Dư thêm tí anh em mua con Forlan dự bị là xong. Tiền đạo anh em mút ngon luôn đấy. Con này đâu chỉ cần mùa này thôi. Mùa này là dễ mua anh em ạ.
Con này mua tầm 150 dự bị là đẹp quá rồi gì nữa. Phong Lan thì sút nào vào. Đó. Được chưa? Cơ bản là như vậy nha anh em nhé. Thằng Telet này trong cái phương án đầu tiên chưa chắc cần mua này. Đó, mua so béo trước. Telet là mình thừa lương mình mua Telet thôi. Được chưa ạ? Thế nhá. Tôi sẽ cùng với bác chủ trao đổi và thảo luận với nhau về phương án của Ronaldo, CC và khi nào về thì tôi sẽ lên video trải nghiệm chi tiết cho anh em đội hình này.